Qsmart hân hạnh đồng hành cùng NH Media. Sửa chữa thiết bị di động, hãy đến với Qsmart. Winner, winner, chicken dinner. Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại, mình là Cam Lợn. Và hôm nay sẽ là một video nữa về smartphone. Hôm nay mình có một cái list bao gồm những chiếc smartphone mà có lẽ sẽ là ngon nhất trong tầm giá từ 4-5 triệu. Là có lẽ là cái tầm giá mà nhiều người quan tâm nhất khi mà họ mua một chiếc smartphone. Thì có thể là các bạn không muốn bỏ quá ít tiền để mua một chiếc smartphone dùng trả ra cái gì, hoặc bạn cũng không cần bỏ ra quá nhiều tiền hàng chục triệu đồng để mua chiếc flagship. Thì tầm giá từ 4-5 triệu, theo như mình nghiên cứu từ bạn bè mình và rất nhiều người trên mạng, rằng đây là cái tầm giá mà nhiều người bỏ tiền ra mua smartphone nhất. Thì hôm nay sẽ là một cái danh sách mà mình muốn chia sẻ với các bạn những chiếc smartphone, chính xác là 5 chiếc mà theo như mình nó là hợp lý nhất và đáng mua nhất trong mức giá này. Hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Cái video này thì mình sẽ tổng hợp cả hàng sách tay lẫn hàng chính hãng, không phân biệt gì cả. Miễn sao là trong mức giá khoảng tầm 4-5 triệu mà các bạn có một trải nghiệm tốt nhất. Thì mở đầu danh sách chúng ta là chiếc Nokia X6. Chiếc máy này các bạn không có gì lạ lẫm rồi. Một thiết kế rất ngon. Chúng ta có camera kép ở mặt sau, các bạn cảm biến bên tay, có hai mặt kính, có khung nhôm. Tóm lại thiết kế của chiếc máy này hoàn thiện rất là tốt, có cổng USB Type-C luôn. Và chúng ta sẽ có màn hình 5.8 inch đối với giải Full HD IPS rất tốt trong tầm giá. Nhưng mà nếu các bạn không thích cái tay thỏ này thì hoặc sử dụng tính năng ẩn tay thỏ của chiếc X6, hoặc đơn giản là tìm những chiếc smartphone khác. Nói về cấu hình, chúng ta có chip Snapdragon 636 rất ngon, có 4GB RAM, có 32GB bộ nhớ trong và cài sẵn hệ điều hành Android 8.1 Oreo mới nhất và gần như thuần Google, dùng rất nhanh và rất là mượt, cũng như là có thêm một số tính năng rất hay ho và hữu dụng. Thì camera kép ở phía sau nhìn này thôi, nhưng mà có chất lượng rất là tốt và cả camera selfie cũng vậy. Thì chiếc máy này có cái điểm mình chưa hài lòng, đó là hy vọng thời lượng pin sẽ lớn hơn một chút. Chúng ta chỉ có thời lượng pin là 3060 mAh thôi. Nếu pin trơn tí nữa thì rất là ngon. Thì tóm lại, với cái mức giá của chiếc máy này thì rất khó có chiếc smartphone nào đánh bại nó, bởi vì đây là hàng sách tay, cấu hình tốt, thiết kế tốt và gần như mọi thứ đều ổn trong mức giá. Với các bạn đang muốn một chiếc smartphone với cái logo Nokia mà sau lưng, cũng như là một cái trải nghiệm mượt mà, thiết kế đẹp, gọn gàng, thì đây là chiếc smartphone các bạn nên tìm kiếm. Tiếp đến trong danh sách của chúng ta là chiếc Xiaomi Redmi Note 5, một chiếc smartphone quá nổi nhiều đám trong thời gian vừa qua rồi. Mà rất tiếc mình không có ở đây, mình là mượn một thời gian mình đem trả mất rồi. Thì mình sẽ tổng hợp lại. Nhất là cái mức giá của nó, chính hãng có, sách tay cũng có, sách tay rẻ một chút. Thì nó chỉ loanh quanh 4 triệu đồng tùy phiên bản thôi. Các bạn sẽ có một thiết kế mặt lưng full làm bằng kim loại, màn hình 6 inch Full HD, không có tay thỏ, quá ngon. Về cấu hình thì chiếc Redmi Note 5 thực sự cũng rất ổn khi chúng ta cũng có chip Snapdragon 636 so với một cái smartphone hàng chính hãng mà giá rất là ngon. Các bạn có thể có 3GB hoặc 4GB tùy phiên bản lựa chọn. Nhưng mà nếu mà rẻ hơn khoảng 4 triệu thì chỉ có 3GB thôi. Và bộ nhớ trong là 32GB. Các bạn có pin rất lớn là 4.000 mAh, rất là ấn tượng khi các bạn muốn một cấu hình tốt trên game lâu, màn hình lớn. Camera kép phía sau của chiếc Redmi Note 5 có chất lượng rất tốt. Bạn nào là fan của giao diện MIUI chắc chắn sẽ rất thích chiếc máy này. Tiếp theo chúng ta có chiếc Zenfone Max Pro M1. Hàng chính hãng bây giờ đang có giá khoảng tầm 4.1 triệu, dành phiên bản 3GB và 32GB bộ nhớ trong. Chúng ta sẽ có thiết kế đẹp, mặt lưng full làm bằng kim loại, màn hình 6 inch Full HD Plus rất đẹp và điều đặc biệt là không có tay thỏ. Về cấu hình của chiếc Zenfone Max Pro M1, chúng ta lại có chip Snapdragon 636, có hai phiên bản các bạn thể lựa chọn là 3GB hoặc 4GB và dung lượng pin lớn nhất trong tầm giá của nó là 5.000 mAh. Cực kỳ bá đạo, mà các bạn thấy cái thân máy nó không hề dày một chút nào, hoàn toàn vừa phải và cầm rất thoải mái trong lòng bàn tay. Chúng ta có camera phía sau, camera kép, có khả năng xóa phông rất là ổn. Và ngoài ra các bạn còn có thêm hệ điều hành Android 8.0 gần như thuần Google, rất dễ sử dụng và cực kỳ mượt mà, hứa hẹn là sẽ được update thường xuyên. Tiếp theo danh sách ngày hôm nay lại là một chiếc smartphone nữa, cũng trong cái mức giá từ 4-5 triệu. Chúng ta có chiếc Huawei Nova 2i, phiên bản 4GB và 32GB, phiên bản 4GB và 32GB bộ nhớ trong. Và các bạn hoàn toàn thể mua được trong mức giá từ 4-5 triệu đồng. Thì sau một thời gian là mình phân vân giữa chiếc Huawei Nova 2i và chiếc Z7 Pro, thì cả hai đều có thiết kế tốt, nhưng mà cuối cùng mình lại chọn chiếc Nova 2i. Với ưu điểm là dung lượng RAM lớn hơn và màn hình Full HD Plus với cái tỷ lệ thể tượng hơn một tí. Chúng ta có bộ đôi camera kép cả trước và sau hỗ trợ chụp xóa phông, dung lượng RAM 4GB lớn hơn 1GB so với chiếc Z7 Pro, cho hiệu quả đa nhiệm tốt hơn nếu các bạn quan tâm vấn đề này. Thiết kế của chiếc Nova i này thì rất là đẹp, chúng ta có mặt lưng kim loại nguyên khối nhưng mà lại có hai cái dải nhựa ăng tay hơi to. Nếu các bạn không cảm thấy bị vướng mắt giống như kiểu iPhone 6S chẳng hạn thì các bạn hoàn toàn có thể chấp nhận thiết kế của chiếc máy này. Về cơ sử dụng thì chiếc máy chúng ta có chip Kirin 659, có 4GB RAM, bộ nhớ trong là 64GB, khá ổn. Có dung lượng pin là 3340 mAh. Về hiệu năng thì mình không đánh giá cao con chip Kirin 659 cho lắm, nhất là qua các bài đánh giá so sánh các con chip tầm trung mà mình vừa làm hôm trước. Thì có vẻ cái chip Kirin 659 này là hơi bị kém. Tuy nhiên, mọi ứng dụng và tác vụ hàng ngày từ lướt web, nhắn tin, xem video, lướt Facebook và chơi game nhẹ thì đều có thể hoạt động tốt
với cái mức sử dụng đồ họa trong game với mức trung bình thì không có gì để phản án cả. Còn nếu bạn chơi game nặng thì có lẽ chiếc 659 này sẽ không phải là cái đối tượng lý tưởng. Và cuối cùng, có lẽ là kẻ sáng giá nhất trong list ngày hôm nay, đó chính là chiếc Xiaomi Mi A1, hiện giờ bây giờ giá rất rẻ, thậm chí còn chưa đến 4 triệu đồng. Chúng ta có cấu hình tốt, đương nhiên là chip Snapdragon 625 thì không đọ về được với cả kiểu 636 so với chiếc Zenfone Max Pro M1 hay là Nokia X6. Nhưng mà thực sự với mức giá cực kỳ rẻ trong máy này, chúng ta một thiết kế full nhôm cực kỳ ngon, chúng ta camera kép, vân tay đằng sau, màn hình đằng trước rất đẹp, chúng ta có USB Type-C, loa ngon, màn hình ngon, thiết kế ngon, cấu hình ổn. Với mức giá thậm chí chưa đến 4 triệu, các bạn thậm chí có 4.000 RAM, 64GB bộ nhớ trong và màn hình tỷ lệ 5.5 inch đối với giải Full HD. Thì thực sự mà nói rất khó để có thể tìm được chiếc smartphone nào đánh bại lại chiếc Mi A1 này. Chưa kể nó còn chạy Android One thuần Google cực kỳ mượt mà và được update liên tục. Thì đó là 5 chiếc smartphone theo như mình thấy là trong mức giá từ 4 đến 5 triệu cực kỳ hợp lý và những lựa chọn sáng giá cho các bạn. Thì tất cả smartphone này, bất kỳ chiếc máy nào mà được bán theo Nga Mobile, link mình để phần mô tả video nếu anh em muốn tham khảo qua. Và có mua thì nhớ đọc bạn Sophia để được chăm sóc tốt nhất. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, nhớ để lại một like và bấm subscribe bên dưới. Và mình lên cắm lợn. Xin chào anh em và hẹn gặp lại cho các video khác. Winner winner, chicken dinner.